Mến chào quý vị và các bạn trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha. Rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên của bữa hôm nay luôn. Thì cả hai câu chuyện ngày hôm nay đều hướng về khu vực của Lâm Đồng. Câu chuyện thứ nhất mà Như sẽ kể này là một cái hành trình đi tới khu vực của Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đợt đó thì nhóm của anh Tài bao gồm bốn anh là cả bốn anh thanh niên hết nghe, được một người bạn ở ngoài Bảo Lộc á mời ra ngoài chơi thì bốn ảnh mới cưỡi hai con xe 150, mỗi xe thì một người sẽ chở một người, cứ như vậy đó mà bốn ảnh chạy ra. Hồi đó vợ mấy ảnh chưa có đi tới Lâm Đồng lần nào hết Cũng chưa có đi phượt ra ngoài xa vậy Bởi vì quê của mấy ảnh là ở trong Long An hết Hoặc đầu là định sẽ đi buổi sáng cho dễ nhìn thấy đường Coi Google dễ đi nhưng trong nhóm thì có mấy anh mới kêu là vợ thôi đi buổi tối đi Đi buổi tối về đường ở ngoài giữa ít xe mình chạy cho nó khỏe Đỡ phải kẹt xe nữa nên rồi cuối cùng mấy ảnh quyết định xuất phát đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới khu vực của Đồng Nai mà cái khúc đá ba chồng của quý vị. Ra tới ngoài này đã là 7 giờ 45 phút tối rồi, mấy ảnh chạy thêm một đoạn nữa tầm khoảng 2-30 phút sau trong nhóm của anh tài mới có một anh này ảnh mới mắc tiểu quá thì thôi bốn anh cùng dừng xe lại hết để mà đi giải quyết nỗi buồn của mình và sẵn là sẽ nghỉ ngơi một chút xíu luôn ba anh là trong đó có anh tài luôn ba anh mới đi ra ở một góc gần cây cột điện đó để mà đứng tiểu hen còn một cái anh còn lại anh này ảnh tên là anh hoàng mà tính của anh Hoàng này là ảnh ngại Không có dám đứng ngay chỗ mà của ba anh kia đang tiểu đâu Tại vì anh Hoàng nói chỗ đó sáng trưng hà Ảnh đứng đó thì ảnh ngại quá Nên là ảnh mới đi ra thiệt là xa Đi cách đó tới mấy chục mét lận Lại gần một cái cây lớn ảnh mới đứng ở đó để mà ảnh tiểu Và đang trong cái lúc mà tưới nước như vậy Anh Hoàng ảnh mới cảm thấy cái mặt của mình nó, nó có cái gì đó ướt ướt anh không có để ý đâu cứ nghĩ là xương ở trên cái cây nó rớt xuống không hà bởi vì hồi này là anh hoàng anh đang đứng dưới một cái cây tán cũng lớn lắm anh đứng ở đó để mà anh tiểu sau đó rất là nhanh thì anh hoàng anh cảm nhận ở phía sau cổ của mình nè nó có cái gì đó nó mát mát nó lạnh lạnh mà nó lại nhây nhây nhớt nhớt nữa Dạ kèm ngay lúc đó luôn là anh hoàng anh thấy cái mặt của mình lại ướt ướt nữa có cái gì đó đang nhiễu xuống dưới mặt ảnh anh hoàng ảnh đưa một tay của ảnh lên ảnh vuốt cái mặt ảnh coi coi đó là cái thứ gì thì khi mà ảnh chạm vào cái nước đó thì cái này là một cái chất gì đó mà nó nó giống như là cái dịch nhầy đó nó nhây nhớt dữ lắm còn ở phía sau gái của ảnh ảnh cảm thấy càng ngày càng lạnh và cái thứ mà nó mềm mềm nó ướt ướt di chuyển từ từ trên cái cần cổ giả luồn dần 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 xuống cái áo của ảnh thì ngay lúc đó là anh này anh hết hồn liền ảnh liền ảnh đưa cái tay ra phía sau để anh chụp cái thứ đó thì khi mà ảnh chụp được cái đó rồi ảnh cảm giác cái này giống như là da thịt mà nó trơn nó trơn nhớt luôn nó vừa mềm và nó vừa lạnh Bất giác thì anh Hoàng anh mới nhìn ngửa lên trên Khi mà anh dòm lên rồi thì anh Hoàng anh tá quả tâm tư luôn Bởi vì anh thấy là ở trên cái cây có một bà già Mà bà già này đang treo ngược cái chân vô cành cây Và thòng cái đầu ngược xuống dưới đất Tóc của bà già này thì không có dài Chắc tầm khoảng gan tay nó sụ xuống vậy đó Hai con mắt của bà này là nó đen Nó đen thùi lùi sâu hấm luôn và cái lưỡi của bả đó đang thò dài từ tuốt ở trên thò dài xuống cái hướng cổ của anh ảnh thấy rõ ràng cái lưỡi này là nó dài cũng tầm hơn một mét rưỡi luôn trời ơi ảnh thấy tới đó là ảnh tuôn ra ảnh chạy ảnh vừa chạy anh vừa lao quỷ quỷ ảnh lao quá trời luôn cái quần thì vẫn chưa có được kéo lên đâu mà cái lúc này là bây giờ cái nỗi sợ nó quá là lớn rồi ảnh cứ tuôn ảnh chạy vừa chạy vừa dấp té té lên té xuống không hà ba người bạn còn lại ở đây thì dòm ra thấy là cái anh hoàng kia không biết bị gì mới có đi tè thôi đó mà ông đã té lên té xuống mà còn la quá trời nữa mấy người bạn mới lại nhanh và đỡ lên hoàng hỏi ảnh là bị cái gì ảnh ảnh nói anh cứ lắc lắc đầu không mà anh kêu đi lẹ đi lẹ bé ơi đi lẹ bé ơi anh nói vậy đó chứ chưa có kể liền lại cho mọi người nghe đâu khi mà kè anh hoàng được về tới cái vị trí mà của hai chiếc xe nó đậu lúc đầu á ngồi đó mới thở một hồi cho anh hoàng anh uống nước thì anh mới nói là hồi nãy anh mới thấy có một bà già mà cái hiện trạng hiện ra là giống như một con quỷ lưỡi dài vậy đó anh Hoàng ảnh kể cho ba anh kia nghe mà chỉ có hai anh tin thôi, còn một anh á, là anh đó anh không có tin miếng nào hết trơn á. Thôi giờ gặp thì cũng đã gặp rồi, sợ hãi cũng vậy thôi. Cả bốn anh lại tiếp tục leo lên xe và chuẩn bị đi nữa hồi nãy là anh hoàng ảnh chở anh tài cái anh mà gửi chuyện nè anh hoàng ảnh chở anh tài mà anh vợ anh hoàng là ảnh sợ quá ảnh chạy xe không nổi nữa ổng rung tay gần chết rồi kêu là anh tài ảnh chở đi thì anh tài cũng ok thôi toàn là dân đi phượt không mà có ngại gì đâu rồi mới đổi tài hen anh tài ảnh chở anh hoàng ở phía sau còn hai anh kia thì đi cái chiếc còn lại Cả nhóm hai chiếc xe bốn anh mới cứ đi bon 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 đi thiệt là lẹ luôn. Chạy đâu đó tầm khoảng 30 phút nữa thì mấy ảnh mới nhìn thấy. Mấy ảnh thấy cái gì? Chính là thấy cái hòn đá ba chồng. Ủa cái chỗ này sao mà quen quá vậy ta? Hồi nãy cả bốn anh vừa mới đi qua rồi mà. Bốn anh mới nói với nhau vậy đó. Thì bốn anh này thấy là cũng lạ lạ rồi nghe. Nhưng mà do chưa có từng đi cái con đường này lần nào hết trơn á mấy ảnh nghĩ có thể là có tới mấy cái hòn đá ba chồng giống tương tự nhau trên một con đường thôi. mấy ảnh cứ vậy đó chạy tiếp, chạy tầm khoảng nửa tiếng nữa thì lại nhìn thấy lại là cái hòn đá ba chồng. Ủa sao lại tới đây nữa rồi? Giờ là bốn anh này đã nhận ra cái vấn đề nó lạ lạ nó kỳ kỳ rồi nghe. Cái hòn đá ba chồng này nè chính là cái hòn hồi nãy luôn mấy cái hòn đá nó xếp chồng lên nhau nhìn rất là đặc biệt, không có thể nào khác được hết trơn. Vẫn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra đâu, bốn anh vẫn tiếp tục chạy, mặc dù trong lòng nghi hoặc vậy đó, mà xe thì cẩn cứ, cứ bon bon chạy tiếp. Chạy tới một đoạn này á, thì cái xe của hai anh kia là chạy trước, còn cái xe của anh Tài với anh Hoàng là chạy ở đằng sau. Lúc mà chạy gần 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 tới cái chỗ này, thì anh tài ảnh mới thấy giữa đường là xuất hiện một cái cụ già đang băng qua và đứng ở giữa đường mà mấy ảnh thì đang chạy tốc độ cũng nhanh nữa do trời tối chạy lẹ dữ lắm anh tài chưa có kịp hết hồn đâu thì ảnh đã thấy hai cái người bạn mà chạy xe phía trước chạy xuyên qua cái bà già đó luôn Lúc mà anh Tài nhìn thấy hai người bạn kia chạy xuyên qua Thì cái anh Hoàng ở phía sau ảnh đập lên vai anh Tài Anh đập bóp bóp Ê mày bả đó bả đó Hồi nãy bả đó mày Anh Tài anh nghe vậy là anh thắng xe cái rét luôn Cái vị trí mà anh thắng là còn cách cái bà già kia là tầm khoảng 50 mét còn hai người bạn kia chắc là không thấy dĩ trơn á nên đã chạy xuyên thẳng qua người của bà già đó luôn lúc này anh tài ảnh đã thầm nghĩ là chuẩn bị có vụ tai nạn giao thông là tới công chuyện nữa rồi nhưng mà khi hai người bạn kia chạy xuyên qua cái bà già đó cũng lập tức biến mất ở trên đường là cũng không có cái dấu vết gì của bà già đó nữa Anh Tài ảnh đang sững người Còn anh Hoàng ở phía sau nói Trời ơi mày bà đó, hồi nãy bà hiện ra bả liếm cái cổ tao đó Anh Tài cũng đã từ từ ý thức được có thể là cái bà già này chính là con quỷ mà hồi nãy treo ngược ở trên cành cây và hù cái anh Hoàng ở phía sau. Do anh Hoàng là người ảnh đã trực tiếp trải qua cái câu chuyện đó, gặp trực tiếp cái bà già kia. Nên ảnh dòm một phát là ảnh biết liền, không có lẫn đâu được hết. Giờ là anh Tài với anh Hoàng còn đứng lại đây, không có dám chạy qua chỗ đó nữa rồi. Còn hai cái anh bạn kia là cứ bon bon chạy Vợ dợ dợm là không có còn nhìn thấy cái đèn xe anh của mấy ảnh nữa Chạy tới đâu mất tích luôn rồi Đợi tầm một lúc sau thì mấy anh này mới nghe cái điện thoại của hai cái anh bạn kia Mới nghe Alo tụi mày đâu rồi sao đang chạy xe rồi đâu mất tiêu rồi anh tại ở đây ảnh mới nói trời ơi mày ơi mày mày quay lại với tụi tao đi mày quay lại đi ở đầu dây bên kia thì hai ông kia ông mới chửi trời ơi đi xong đi đi giờ còn quay lại gì nữa hai anh này ở đây là cái giọng liếu liếu mới nói mà mày quay lại đi mày ơi mày quay lại lẹ lẹ đi tao nói cho mày nghe hai anh kia cũng không có hỏi thêm nhiều nữa cũng tắt máy cái rập tầm khoảng hai chục phút sau thì mấy ảnh mới quay trở lại cái vị trí này Lúc đó là trời cũng tối thui tối thùi rồi, mấy ảnh mới nói lại với nhau, hồi sớm giờ có thể đã bị cái bà già kia, bà hiện ra bả dẫn đường sao không biết, mà mấy anh cứ chạy tới chạy lui, chạy hồi nãy giờ cũng chỉ là lanh quanh cái khúc của đá bà chồng này mà thôi, chứ không có chạy xa hơn được miếng nào nữa hết trơn á cảm nhận được là anh vợ người ta không có muốn cho mình đi qua cái khúc đường đó rồi không biết phải làm sao thì anh tại ảnh mới đề xuất ý kiến thôi vợ mình chạy đáo ngược vô trong đồng nai kiếm chỗ nào đó mình nghỉ đỡ đi có gì thì sáng hả đi tiếp cả nhóm suy nghĩ rồi dòm đường xá vắng que không ai chạy hết thì thấy cũng tối tối vậy đó mấy ảnh mới à, thôi cũng quyết định đồng ý giờ chạy đáo ngược lại vô trong hướng đồng nai chạy tới một khúc này thì mấy ảnh mấy cái tắp vô một tiệm tạp quá còn mở đêm ghé vô trong đó để mà mua mấy chai nước uống đỡ lúc mà vô mua nước cái cô bán tạp quá cổ mới hỏi ủa sao mấy đứa đi đâu cũng đi mà thấy cứ chạy qua chạy lại khúc này hoài vậy bộ mấy đứa kiếm ai hay gì vậy anh tại anh nghe là anh hỏi liền ủa cô ơi bộ cô thấy là tụi con chạy qua chạy lại hoài hả cô bán tạp quá cổ mới nói ừ thấy cái tướng của tôi bay tôi dòm tôi biết liền mặc đồ như dân đua xe vậy đó chạy qua chạy lợi hoài tao dòm mà tôi thấy nãy giờ đi cũng ba bốn bận rồi đó phải không mấy anh này ảnh cũng nói thiệt cho cô bán tạp quá đó nghe luôn Mới nói là nãy giờ là con có gặp một cái bà già mà bảo quá quỷ hay gì đó Hiện ra hù tụi con, chạy tới chạy lui tụi con không có đi được ra khúc đường này Thì cô bán tập quá, cô mới nói Thôi giờ kiếm chỗ ngủ lại đi, sáng hả đi Chứ cái khúc này hồi đó giờ xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông lắm Rồi cũng có nhiều vụ là người ta cứ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường Bị kẹt trong cái khúc này hoài hà Thôi mấy đứa kiếm chỗ ngủ đi, có gì á, sáng thì hả đi tiếp. Khi mà nghe lời của cô tập quá đó, mấy anh này ảnh càng tin chắc hơn là mình đã bị cái vong hồn của bà già đó bả hù cho một chặp vậy. Rồi thì mấy ảnh cũng chạy đáo về ngược hướng đồng nai, chạy thêm một chút nữa, cũng có một cái nhà nghỉ mé bên đường. Mấy ảnh cũng lủi vô nằm nghỉ đỡ cho tới sáng, Sáng ngày hôm sau 6 giờ mấy ảnh mới dậy ha, cũng ăn uống này kia hết rồi lại tiếp tục lên đường. Và lần này buổi sáng chạy thì mấy ảnh nhìn rõ hơn ngày hôm qua rồi. Lúc mà chạy qua cái khúc đoạn đá ba chồng rồi chạy tới một cái đoạn nữa thì mấy ảnh để ý đây là cái đoạn mà hôm qua mấy ảnh ghé để mà mấy ảnh tiểu nè. Chạy lên một khúc mấy chục mét nữa là cái cây mà ngày hôm qua anh Hoàng anh đi tới đó để mà anh tè do anh ngại đó và dưới cái gốc cây đó mấy ảnh thấy rõ ràng luôn là có một cái miếng bài vị nhỏ và một cái lương hương đang để ở dưới cái gốc cây đó thôi thấy vậy là mấy ảnh chắc chắn luôn rồi một trăm phần trăm là ngày hôm qua mình đã gặp ma gặp quỷ Biết thì biết vậy đó chứ mấy ảnh sợ lắm Không có dám ghé vô đó để mà cúng kiến đâu Vì mấy ảnh biết cái dông hồn của cái bà già đó Không phải là ma nữa mà chắc bả là quỷ hay là cái gì rồi Thôi mấy ảnh cũng sợ quá cứ tuôn chạy luôn sau khi mà đi ra tới khu vực của Bảo Lộc á, bạn của mình ngoại cũng chơi được một thời gian. Chơi được mấy ngày xong thì cũng quay trở về Và cái lần đi về mấy ảnh đi là cũng lựa buổi sáng nha Chứ không còn dám đi buổi tối nữa rồi Do bị chọc hôm bữa là ớn gần chết Nên là tự đợt đó cho tới sau Khi mà đi chơi đi phượt Là mấy ảnh cũng luôn lựa chọn đi đường vào buổi sáng Chứ không có đi buổi tối nữa Hạn chế chứ không lại gặp ma gặp quỷ nữa Thì lại mất công đó là câu chuyện đầu tiên của anh Tài ảnh gửi lại cho mình ha. Bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai của một cái anh này. Anh này ảnh tên là anh Thái. Nguyên nhóm của anh Thái bao gồm 6 người là 6 anh thanh niên độc thân ha. Do đợt đó là nghỉ hè thì 6 anh trong này mới xuất phát từ Sài Gòn rồi đi xe ra ngoài Đà Lạt để mà đi chơi thì tự trong này đi ra là đi bằng xe khách thôi sau đó ra tới Đà Lạt thì mấy ảnh mới thuê ba chiếc xe 6 người là ba chiếc là đủ rồi thì ra ngoài đó mới thuê xe rồi đi chơi vòng vòng chỗ này chỗ kia mấy ảnh cũng có bút một cái nhà nghỉ ở ngoài rìa rìa của trung tâm thành phố bút ở ngoài đó để cho giá thành thì rẻ hơn một chút xíu người ta nói khi mà đi Đà Lạt á Điều nhất định phải làm chính là đi săn mây Thì đợt đó mấy ảnh hen cũng canh thức thiệt là sớm Tầm khoảng 4 giờ mấy là mấy ảnh đã dậy chạy lên tới một cái ngọn đồi này Ở trên cái khúc đồi này là cũng có rất là nhiều người Là một địa điểm săn mây nổi tiếng luôn mà chỗ nào thì anh thái anh không có nói cho mình biết hen thì anh thái cùng với năm người bạn còn lại mới đi lên tới cái ngọn đồi này rất là sớm bữa hôm đó ngoài nhóm của anh thái ra là cũng có thêm nhóm những bạn trẻ khác người ta tới đây để mà săn mây lúc sáng sớm vậy đó cũng canh giữ trời cuối cùng thì mấy ảnh đã có rất là nhiều tấm hình sống ảo với cái cảnh là mây nó bay là đà là đà rất là đẹp thì bữa đó thu hoạch về là cũng được nhiều ảnh dữ lắm sau khi mà săn mây xong mọi người cũng có đi tới đi lui chơi và chụp thêm những tấm ảnh nữa ở trên cái ngọn đồi đó đi sớm để mà săn mây thì chụp hình cũng đẹp mà tới cái lúc mặt trời nó lên đẹp hơn một chút nữa trời sáng hơn thì chụp hình cũng xuất sắc luôn là mấy anh này anh sống ảo anh chơi nguyên một album chắc cũng ngàn tấm hình đó trong lúc mà những người bạn kia còn chụp hình anh thấy ảnh đi tới đi lui thì ảnh mới thấy ở dưới đất là có nguyên một cái miếng gỗ ở trên mặt ngang của tấm gỗ là được một ai đó đã điêu khắc lên hình khuôn mặt của một người phụ nữ, tóc bồng bềnh và kế bên là một cái bông hoa hồng rất là lớn. Khi mà ảnh cầm miếng gỗ lên thì ảnh thấy miếng gỗ này ai mà điêu khắc cái này đẹp quá, tinh tế quá. Mà anh thấy ảnh nghĩ chắc là người ta bỏ rồi Mới dục ở trên đồi như vậy Chứ không là của quý thì người ta cũng gìn giữ rồi Chứ làm gì ở đây anh thái ảnh mới quyết định là ảnh sẽ nhặt lấy miếng gỗ này rồi ảnh bỏ vô trong ba lô ảnh âm thầm thôi chứ không có ai biết hết trơn á ảnh định là sẽ đem miếng gỗ này á khi mà đi về rồi ảnh treo trong phòng cho đẹp nhìn giống như là một tác phẩm kỳ công vậy đó miếng gỗ này á thì nó bự tầm khoảng bằng ba cái bàn tay của mình thôi chứ không phải là quá bự nhỏ nhỏ mi nhon vậy đó sau khi chụp hình chán chê xong hang là nhóm mấy anh cũng đi trở về đường bình thường Rồi em cũng đi ăn uống đi chụp hình check in thêm nhiều chỗ Mà anh thấy anh cảm giác từ cái lúc mà anh đi ở trên đồi đó đi săn mây về Anh luôn cảm nhận được ở trên vai ảnh là có cái gì đó nó nặng Anh cứ cảm thấy là nó bị đau đau ê ê hoài hà nhưng mà anh thái ảnh chưa có nghĩ gì tới chuyện ma quỷ hết trơn á, ảnh cứ nghĩ là mình đi chơi rồi á, mình nằm xe ngày hôm qua mỏi mệt, bị đau người vậy thôi chứ không có chuyện gì hết. nhưng mà đó chỉ mới là cái sự khởi đầu thôi. tới bữa tối ngày hôm đó thì nhóm của anh 6 người, hai người thì sẽ vô một phòng ngủ. anh thái này ảnh nằm ngủ với một anh, ảnh tên là anh công, cả hai người bình thường chơi cũng thân dữ lắm. Lúc đó đã tầm khoảng 11 giờ tối rồi Anh Công ảnh đang ở trong toilet Ảnh đang tắm rửa gội đầu ở trong Còn anh Thái thì ảnh ngồi ngoài này Ảnh đang bấm điện thoại bình thường thôi Trong cái lúc mà anh Thái đang bấm điện thoại Thì cái ba lô của ảnh để trên bàn á Do mấy bạn để ý ở trong tất cả những cái nhà nghỉ, những khách sạn thường người ta sẽ có để một cái bàn Anh Thái, ảnh thấy là cái chiếc ba lô của mình đang để trên bàn tự nhiên nó rớt xuống đất một cái bịch ảnh hết hồn hết vía ảnh cũng lại ảnh lấy cái ba lô ảnh để lên trên bàn lại đang trong lúc mà ảnh ngồi ngoài này anh bấm điện thoại thì ảnh mới nghe ở trong toilet là anh công ảnh gian ra cái tiếng mà ảnh giận lắm ê mày mày làm gì chơi mất chạy vậy thái không có tắt cái đèn tao nữa nghe mới lúc đầu thì anh thấy ảnh nghe chưa có rõ đâu ảnh mới hỏi lại thì anh công ở trong á mày đừng có tắt cái đèn tao nữa nghe chơi gì kỳ vậy mày anh Thái anh ngồi trên giường á nãy giờ anh có làm gì đâu thì anh mới nói mày khùng quá khùng nghe tao có rảnh đâu tao lại tao tắt cái đèn mày anh công ở trong kia sau một lúc thì anh cũng im anh vẫn tiếp tục anh tắm nữa anh thái anh ngồi ngoài này ngồi trên giường thì anh nghe ở ngoài là tiếng gió nó thổi hù 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 thổi giống như là bão tới vậy đó anh dòm ra cái cửa sổ do cái phòng mà anh thái với anh công ở là cái phòng cuối cùng của giải luôn nên là có một cái cửa sổ cặp mé hồng Anh dòm ra ngoài cửa thì thấy ở ngoài hang gió cuồn cuộn cuộn mà anh cứ nghe cà hù cà hù cà hù anh thái anh cứ tưởng là chuẩn bị có mưa tới không à Hồi sớm giờ là cái cửa rèm không có được đóng lại đâu Thấy nên ảnh dòm ra ảnh mới thấy Vợ thôi chuẩn bị đi ngủ rồi Nên ảnh mới đi ra ảnh kéo cái màn lại khép kín Đây là một cái màn có cái màu trắng trắng nghe Cái màn này nó cũng dày dữ lắm chứ không phải là cái màn mỏng le mỏng lét đâu Một lúc sau khi mà anh công anh tắm ra cái mặt của ảnh giận dữ lắm ảnh mới nói Ê Thái, mày chơi vậy là không được nghe, tao nói mày rồi, tao tắm mà mày cứ bắt tắt bắt tắt cái đèn hoài, sao tao thấy đường tao tắm, mày chơi gì kỳ cục vậy mày? Anh Thái thì ảnh đâu có làm đâu, ảnh mới nói, trời trời, tao nói mày rồi mày khùng hả mày? Hồi nãy mày tắm ở trong mày nói điên nó khùng gì, tao rảnh đâu mà tao bật tắt tao phá mày làm chi? Nói xong là hai người nghiềm nghiềm nhau rồi nghe Anh Công ảnh cứ nghĩ là anh Thái ngoài này phá mình chứ không đâu hết trơn á còn anh Thái thì anh cũng tức nữa Tự nhiên là anh Công đổi thừa mình Ai cũng bực bội nhau hết trơn Rồi tới lượt là anh Thái đi vô anh tắm Lúc mà trong này hay anh đang tắm rửa đang gội đầu Ở trên đầu là xà bông tùm lum hết Ngay lúc đó anh thấy cái đèn đó, Nó chớp, nó tắt, nó chớp, nó tắt trong đầu anh Thái liền nghĩ chính là anh Công Hồi nãy anh Công đổi thừa mình nó phá ổng Giờ tới ổng là ổng phá lại mình chứ không đâu hết trơn anh thấy anh liền lên tiếng anh la lên ê công tao không giỡn với mẹ mày, mày tao nói để tao không có làm thôi để cho tao tắm đi sau khi mà anh nói xong thì cái đèn nó trở lại bình thường không có chớp tắt nữa anh lại tiếp tục tắm tầm khoảng 30 giây sau thôi thì cái đèn nghe chớp tắt chớp tắt làm lia lịa mấy phát gì nữa anh mới tức quá lần này ảnh định là ảnh sẽ mở cửa anh đi ra ngoài ảnh chửi anh công vô mặt luôn nhưng mà khi tới đứng ở trước cái cửa rồi đứng dặn dặn cái cửa thì không được ảnh dòm ra mé cửa là thấy ở sau cái lớp kính á, có một cái bóng đen mà vô cái cửa này mình dòm là thấy mờ mờ hà chứ không có thấy rõ đâu anh thấy anh dòm ra hang thì thấy có một cái bóng đứng ở sát cái cửa luôn và cái người đó đang giữ lấy cái tay nắm cửa còn anh Thái trong này thì anh mở cửa cạch cạch, mở đâu có được, do người ngoài kia người ta đã giữ cửa rồi. Làm sao cũng không có mở cửa được hết trơn á, quá là tức cái mình đi. Anh Thái trong này anh chửi giọng ra, tức lần này là chửi tột để nghe. Thằng Công, mày chơi vậy mà hồi tao ra tao quánh mày, mày để cho tao ra coi, làm cái gì chọc phá tao chưa đủ, giờ chặn cửa tao nữa. Anh thấy trong này ảnh la ó um sùm luôn mà ở ngoài kia vẫn thấy cái bóng đứng thụ lù ở trước cửa mà người đó thì không có nói lại tiếng nào với anh Thái hết trơn. Một lúc sau ảnh cũng tức quá, cắn răng, tắm rửa cho xong hết hen gọi cho xong hết xà bông và lau mình mặc đồ xong xuôi hết, ảnh mới đi ra. Thì cái lúc mà ảnh ra, ảnh mở cái cắt là cái cửa nó mở ra nhẹ tên hà. Vừa cái lúc mà anh thấy ảnh mở cửa cái cắt Ảnh đi với tự trong nhà vệ sinh, ảnh đi ra thì nguyên cái phòng trống vơ trống quát đèn thì vẫn mở sáng. Ngay lúc đó luôn từ cái hướng cửa ra chào á thì anh công anh mới mở cửa, ảnh đi tự ngoại anh đi vô. Anh Thái nãy giờ là anh tức sôi máu luôn, ảnh kiềm nén. Giờ mà gặp anh công như là tức nước dở bờ rồi, anh liền hỏi: "Ê công, mày làm gì? Nãy giờ mày phá tao hoài vậy?" anh công kia cái mặt ảnh ngạc nhiên ảnh mới nói mày phá gì có mày nãy mày phá tao á tao á, mới đi qua bên phòng của tụi thằng phụng mới về nè anh thấy anh tức lắm ảnh mới nói mày xạo phải không mày nãy giờ mày chọc phá tao mày còn dịnh cái cửa tao nữa nè anh công nói mày khùng quá tao mới tự bển về nên tao rảnh ra tao phá mày không tin á mày chạy qua mày hỏi tụi thằng phụng đi anh thấy em đi một cái dèo Chạy qua bên phòng của cái anh Phụng Là cái phòng ở kế bên đó Mới chạy qua thì thấy mấy anh kia cũng đang ngồi bấm điện thoại Mới hỏi Ê Phụng Phải nãy thằng Công nó qua phòng mày phải không Thì anh Phụng với cái anh kia mới nói Ừ Ờ hồi nãy nó mới mới vừa về luôn đó Anh thấy anh mới chỉ vô trong mặt hai anh kia mới nói à, Tụi mày với thằng Công á, hợp lại tụi bay chọc tao phải không Mấy anh kia cũng ngỡ ngàng nữa Đâu có biết chuyện gì đâu mới đó Mày khùng hả mày Chọc gì mày Giờ tối rồi ngủ nghe chứ chọc gì nữa mày Khi mà hai anh kia nói vậy là trong đầu anh Thái mặc định luôn Ba cái ông này là giờ chơi phe Hù chọc mình chứ không gì hết trơn á Anh Thái là bây giờ cái máu điên của anh càng ngày càng nổi lên Anh tức quá Anh mới chạy về Ảnh với anh Công hai người lớn tiếng xô sát một hồi anh công anh nói là nãy tao đi qua bên kia tao xin miếng kem tao dưỡng da thôi từ cái lúc mà mày đi vô nhà tắm là tao đã đi qua bên bển rồi nhưng mà anh thái đâu có tin đâu bởi chị anh thấy là có ai đó đang bật tắt cái công tắc đèn và có ai đó đứng ở trước cửa còn giữ chặt lấy cái tay nắm cửa nữa mà nên anh thái anh nhất quyết là anh không có tin cải qua cải lại một hội là còn muốn quýnh lộn luôn mấy anh kia thấy bên đây ồn ào quá thì cũng qua ngăn cản anh công vợ anh giận rồi giận anh thái anh công anh mới đi qua bên phòng của anh phụng kia để mà nằm ngủ đỡ ngủ ké luôn đêm chứ không có thèm ngủ chung với anh thái này nữa giờ còn lại trong phòng là chỉ có duy nhất một mình anh thái thôi nghe thì ảnh cũng bực tức lắm ảnh nằm đó anh bấm điện thoại trong cái lúc mà anh bấm điện thoại á, thì cái ba lô để trên bàn nó cứ rớt xuống hoài. Tầm khoảng 15-20 phút là nó cứ rớt xuống lần vậy đó. Anh cũng lại anh lụm lên, và cái lúc mà ảnh còn ở lại đây mình Anh thấy anh thấy sao mà cái phòng nó hơi lạnh lạnh Hơi rợ rợ như sao Ảnh cảm thấy sợ sợ rồi nghe Và ngay lúc đó ở ngoài Ảnh nghe thấy cái tiếng gió Hù 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 hù, hù luôn Ảnh tưởng là mưa sắp tới rồi Thôi anh cũng kéo mền lại Anh chuẩn bị anh nằm anh ngủ Khi mà ảnh vừa liêm diêm liêm diêm Ảnh lại nghe thấy cái tiếng của cái ba lô Nó rớt xuống một cái bịch giật mình thì ảnh lại dậy ảnh lụm cái ba lô lên ảnh cũng tức ảnh cũng chửi cái ba lô rồi đó thôi giờ là bực rồi không có thèm để trên bàn nữa ảnh để cặp vô mé đất dựa vô trong cái vách tường vậy thôi ảnh mới quay trở lại giường hen thì ngay lúc đó là có một cơn gió nó thổi ù ù ù mà gió ở ngoài làm sao có thể vô được phòng cửa thì đã đóng kín rồi nhưng mà ngay lúc đó anh thái anh nhìn thấy cái miếng cửa rèm á, màu trắng mà hai cái miếng này nó cũng nặng dữ lắm nó bị thổi bay ngược lên bay tung lên luôn và khi hai cái miếng cửa rèm này á, nó đã bị bay tung lên ảnh dòm qua cái cửa sổ ảnh mới thấy phía sau cái lớp kính của cửa sổ là gương mặt của một cái người phụ nữ mà cái mặt của người phụ nữ đó giận cực kỳ luôn nghe hai con mắt thì trợn trừng trừng lên cái môi thì trắng chạch Cái mặt thì nó cũng trắng Trắng y chang là cái màu dôi vậy đó Tóc của người phụ nữ này thì xoăn 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 Mà gió thổi nó bay ngược vô Nên tóc của bà cũng tung bay luôn Bà mặc một cái đầm trắng và lúc đó là người phụ nữ kia đang đứng ở ngoài cửa sổ một tay thì chạm vô trong mé cửa còn cái tay còn lại thì bà nắm lại và đập kình 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 đập vô trong cái miếng kiến cửa sổ á hai con mắt thì giận dữ nhìn về hướng của anh thái trời đó coi anh thái anh nhìn ra anh sợ gần chết luôn anh biết chắc chắn là mình đã gặp ma rồi anh quýu người hai cái chân của anh á là nó bị cứng ngắc luôn anh không có chạy được nữa còn cái miệng thì cũng cứng đơ không có la lên được một tiếng nào hết trơn á người phụ nữ kia cứ đứng ở ngoài đó vậy đó À mà kể thêm cái chi tiết Cái Chỗ mà ảnh ở là đang ở tầng 4 rồi, làm gì có người nào mà cao được từ dưới đất lên tới tầng 4 để mà đứng gõ cửa ảnh, chỉ có ma quỷ thôi chứ làm gì mà người nào được vậy. Ở ngoài đó cũng không có hành lang không có lan can gì hết trơn nghe, là một cái bức tường phẳng thôi. Và người phụ nữ kia không nói không rằng dĩ trơn, cứ chăm chăm nhìn ảnh, một tay thì đập kình 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 vô trong cái cửa kiến mà cái lúc đập á anh ảnh dòm trên da thịt của cái, cái người này á, là thấy nó trắng sát luôn trắng hơn mấy bà xài kem trộn nữa và ngay lúc đó thì ảnh mới nghe cái tiếng cây bịch là cái ba lô của ảnh nó là anh ngã ra rớt xuống dưới nền đất nữa giờ là không có để trên cao để ở sát mé tường rồi đó mà nó cũng lại rớt xuống nền đất một lần nữa ngay lúc đó luôn thì ảnh mới nghe thấy cái tiếng mở cửa rắc rắc. Khi mà cái cửa vừa được mở ra, ảnh dòm ra ngoài kia thì cái người phụ nữ ngoài đó sận lại một cái. Sau đó là liền biến mất ở trước mặt ảnh luôn. Ảnh thấy rõ ràng là người phụ nữ đó bập một cái là hoàn toàn không có thấy nữa. Còn hai cái miếng rèm hồi nãy giờ nó cả bay cả bay trên trời. Giờ miếng rèm đó đã từ từ hạ xuống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy đó. Ở trong phòng này đâu có quạt đâu, chỉ có một cái máy lạnh thôi. Mà máy lạnh nào mà có thể làm tung được cái miếng rèm bay lên cỡ đó. Còn cái người mà vừa mở cửa kia chính là ân nhân cứu mạng của anh Thái anh công và anh quay vô á ảnh vô ảnh định là anh sẽ lấy cục sạc điện thoại chứ không phải là vô quan tâm anh thái gì đâu mà khi vô qua đây thấy cái mặt anh thái nó xanh hay nó trắng mà nó xanh giống như là người bị bệnh vậy đó còn cả người của anh thái vợ là ông rung bất giác rung lên cầm cặp cầm cặp luôn giận thì cũng giận dữ lắm anh công ấy mới lại hỏi ủa thái mày bị cái gì vậy mày bệnh hay mày sốt gì vậy anh thái anh sợ lắm ảnh liền níu lấy cái tay của anh công mới nói ê công ơi, công ơi công ơi công ơi cứu tao công ơi cứu tao ảnh nói nhỏ nhỏ trong miệng vậy đó chứ về đâu có la nổi đó đâu hồi nãy giờ sợ gần chết luôn ở trong này kìm nén anh công ảnh mới hỏi lại là nãy giờ mày bị gì vậy anh thái anh ngồi anh quý quý một hồi ảnh cũng kể lại cho anh công nghe thôi thì biết sự việc là gặp ma vậy thì hai ảnh cứ nghĩ là cái chỗ nhà nghỉ mà mình thuê thì cái chỗ này nó có ma không hà chứ mấy ảnh chưa có hề nhớ gì tới cái miếng gỗ mà anh thái nhặt về hết sau khi mà đi tới đi lui anh công vô tình ảnh đá phải cái ba lô của anh thái thì ở trong cái ba lô mới văng ra cái miếng gỗ đó mới hé ra thì anh công mới cầm lên hỏi chà mày mua được cái miếng nãy đâu đẹp vậy thì anh thái mới nói trời mẹ mày ơi chắc cái này quá mày đưa tao coi cây cái này sáng tao nhặt trên cái chỗ mà đi săn mây đó anh thái ảnh mới cầm lên anh coi thì anh xác nhận cái gương mặt ma quỷ hồi nãy anh thấy sau cái cửa sổ á Chính là cái khuôn mặt giống y xì Cái người phụ nữ mà đang được khắc ở trên miếng gỗ này nè Thấy rõ ràng luôn tóc của bà vẫn là xoăn xoăn cái kiểu giống vậy Không có khác miếng nào ở trơn á Có điều là khi được khắc ở trên miếng gỗ này Nó không có kinh dị như là hồi nãy anh thấy anh dòm ra mé cửa sổ Anh công anh cũng nhiều chuyện lắm ảnh cũng cầm lên nè ảnh coi ké mà anh Công thì cái tay của anh hậu đậu Anh vừa mới cầm lên Anh cầm chưa kịp coi gì hết trơn Thì cái miếng gỗ đó nó rớt xuống Và nó bị tách ra thành làm hai luôn Thấy tới đó thì cả hai người giờ nuốt nước bọt không biết phải làm sao hết trơn á. Giờ miếng gỗ nó đã bị tách thành làm hai rồi. Giờ sao đây đâu có trả lại được cho cái hồn ma đó nữa mấy ảnh cũng ớn quá cuối cùng á thì nhặt miếng gỗ đó để trên bàn còn hai ảnh thì xin đi qua ngủ ké với hai cái phòng còn lại của bốn anh bạn kia thì cho tới sáng mấy ảnh có đi mua một cái chai keo dán cây về mấy ảnh dán lại cái cái miếng bị nứt ra và ảnh lắp hai cái mảnh gỗ đó lại trong khi là bốn người bạn kia đã đi tới quán cà phê chơi rồi thì hai anh này ảnh mới quyết định là đánh lẻ đi ngược về trên cái chỗ đồi mộng qua mấy ống săn mây đó đi lên trên đó và để cái miếng gỗ lại cái vị trí hỏng qua mà mấy ảnh nhặt được. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng mà không nghe, sau cái ngày đi chơi hôm đó cũng đã kết thúc cái bữa hành trình rồi, mấy ảnh mới quay trở lại Sài Gòn khi mà về đây rồi đêm nào cũng dậy hết trơn á cái anh công người mà vô tình làm bể cái miếng gỗ đó đêm nào ổng cũng thấy là có một cái người phụ nữ hiện dễ trong mơ á và bóp lấy cổ ổng cái mặt giận dữ cực kỳ luôn cứ bóp lấy cổ đêm nào cũng bị hù hết trơn á còn về phần của anh thái ảnh cứ cảm giác cái vai của mình nó, nó nặng nặng hoài hà và những cái đêm mà ảnh nằm ngủ ảnh cảm thấy bên người mình có một cái luồng hơi lạnh kỳ lạ cũng có những ngày ảnh nhìn thấy là ở phía sau cái cửa sổ nhà ảnh ảnh thấy là cái dông hồn của người phụ nữ kia hiện về và đứng ở phía sau cái cửa sổ do trong phòng của ảnh là có thờ hình Phật nhiều dữ lắm, có thể diện vậy mà cái hồn ma kia không có vô được, nên không có bóp cổ ảnh, chỉ là hù chọc và xuất hiện ở trong giấc mơ thôi. Còn riêng về anh Công thì anh đó anh không có theo đạo gì hết, vậy đó mà mỗi tối nằm ngủ là cứ bị bóp cổ, bị hù hoài luôn. Sau một cái thời gian cả hai anh này bị hành hạ, cương dậy đó sức khỏe càng ngày càng xuống cấp, hai ảnh có đi lên một cái ngôi chùa để mà nhờ một cái vị sư thầy này giúp đỡ. Khi mà kể lại cái sự việc toàn bộ quá trình mấy ảnh nhặt và mấy ảnh đã bị cái hồn ma đó xuất hiện, giống như là người ta đầu lại cái miếng gỗ này vậy đó. Thì người thầy á có chỉ cho hai anh này một cái hướng giải quyết lại vợ chịu khó đi ngược lên trên đó nhặt lại cái miếng gỗ kia đem theo đồ cúng là bao gồm những cái món đồ cúng gì đó hai anh nó phải thấp nhang thành tâm khấn giái xin lỗi người ta đợi tới khi nhang tàn rồi thì mấy ảnh sẽ đốt cái số đồ cúng và đốt luôn cái miếng gỗ kia mấy ảnh nhất định phải đợi khi mà miếng gỗ kia cháy thành tro bụi rồi thì mấy ảnh mới được đi không có được để cho một miếng gỗ nào còn sót lại hết trơn á nhất định là phải cho cháy hết toàn bộ mới thôi và cũng nghe lời thôi mới mấy bữa trước vừa đi lên đà lạt giờ lại phải chịu khó xách xe chạy lên đà lạt một lần nữa Buổi sáng ngày hôm đó mấy ảnh đi lên là cũng tìm kiếm cái miếng gỗ đó Gần 2 tiếng đồng hồ kiếm chưa có ra Cứ tưởng chuyến này là xong xuôi rồi Nhưng mà ai dè lại vô tình anh thấy anh thấy cái miếng gỗ đó Nó ép sát ở trong một cái cây giống như ai đó đã dựng ở kế bên cái cây đó vậy đó Mấy ảnh cũng lại cầm cái miếng gỗ lên coi nè cũng đúng hình hài Đúng chân dung của cái người phụ nữ mà hôm rài theo mình Mấy ảnh mới dọn đồ cúng ra và làm theo những gì mà vị sư thầy kia chỉ dẫn. Xong xuôi hết mấy ảnh đốt cho tới khi cái miếng gỗ này nó cháy không còn cái gì nữa rồi mới rời đi. Khi mà về rồi đúng thiệt là mấy ảnh không có còn nhìn thấy cái chuyện gì nữa hết. Còn về phần của anh Công á, trước đây anh không có theo đạo, mà từ cái đợt đó là anh về anh bắt đầu ảnh hướng Phật, ảnh tin vào Phật Pháp và bắt đầu đi chùa nhiều hơn rồi hen đó là một cái câu chuyện kể về một lần mà anh Thái ảnh đi ra ngoài đường, ảnh nhặt một cái giọt gì đó mà không ngờ ma lại theo tới tận giường của ảnh để đòi lại cái món đó như vậy. Và câu chuyện thứ hai này cũng đã khép lại trong cái tập truyện ngày hôm nay luôn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để lắng nghe. Nếu quý vị thấy hay, nhớ để lại cho Như một nút like và bấm nút đăng ký để có thể theo dõi những video kế tiếp nghe. Và quý anh chị cô bác, mình có những câu chuyện thì quý vị cứ gửi về cho Như thông qua Zalo, Facebook và Gmail như để trên màn hình. Để như có thể chia sẻ câu chuyện của quý vị đến khán giả ở trong và ngoài nước luôn ha Thôi bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại Mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thiệt là thư giãn Mà quý vị ơi chắc là sẽ từ ngày hôm nay như sẽ thay đổi thời gian kể chuyện luôn hen như định là sẽ kể vào lúc 7 giờ 45 phút tối hàng ngày để cho quý vị mình họp giờ nghe chuyện hơn chứ nhiều khi là như đang chuyển sớm quá quý vị cũng không có nghe nên là như sẽ dời trễ hơn một chút xíu để họp giờ nghe của mình hơn hen quý vị nhớ đón xem vào lúc 7 giờ 45 phút tối hàng ngày nghe. Rồi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.